Đây, chào các bạn. Bữa nay mình có cái bộ xe Japan Head Tourist 3. Và cũng như thường lệ thì mình mở ra luôn để xem là bên trong nó có cái gì thì chúng ta mới biết được chiếc xe nó được thiết kế và làm như thế nào. Thì sưu tập xe thì các bạn phải có nhiều cách, một là mở ra, hai là để nguyên vậy. Nhưng mà mình thì mình một mở, một để nguyên, một để dành. Rồi. Những chiếc xe này được làm tại Thái Lan, cho nên là với lại cái dòng thuộc cao cấp á, cho nên là thân gầm bằng kim loại hết. Nó bánh cao su và màu sơn tem tiết này nọ là rất là đẹp nè. Đó. Ở đây có cái vây cá mập ở trên trước này. Cửa sổ trời luôn. Trời, xe này gì mà cũng có cửa sổ trời luôn. Rất là sport nha. Đó. Thì phần gầm xe này nó lại làm bằng kim loại lên tới hết phần đen luôn. Rất đẹp. Có luôn cả cái chắn mưa trước sau nữa. Trước thì không có. Rất đẹp nha các bạn. Đây là mẫu xe đời cũ cho nên là cái đèn nó đèn vuông, nó không có chi tiết gì hết. Rồi. Đẹp. Rồi cái này giờ thể thao 2 cộng 2 là có 4 chỗ. Này. Nissan R30 là tên của chiếc xe này. Kế tiếp chúng ta lại có thêm một cái chiếc Honda City Turbo 2 85. 85 là chắc là năm 85 ra mắt đầu tiên. Thì cái này mình sẽ tra lên wiki thì mình sẽ biết được. Turbo. Con này cũng turbo. Nè. Những chiếc xe Nhật rất thực dụng và họ làm xe nó chạy được gầm thấp cao, trong cabin thì nó cao, nó thực dụng để chứa được nhiều đồ. Thì ở trong xe này nó có luôn cả cái gì đây nè, nó giống như là cái máy hay cái gì á, máy hay gì không biết, trong đây là nó chứa cái gì đây, hay là một chiếc xe tờ, 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 tờ. Một chiếc xe mô tô nhỏ, chiếc xe mô tô chạy điện á, ngồi lên luôn nè, thân xe này, bánh xe nè, ha. Ồ, hay quá hay quá. Chiếc này để tìm cái chiếc basic mình khoan ra thử coi coi nó đúng không. Đây là xếp ba ba chiếc xe, chở được ba chiếc xe xe máy điện á. Turbo, có turbo chạy sướng mà lại được chở được hàng nữa. Con này cửa sổ trời mới nè, con này cửa sổ trời cũ nè, nó kín nè. Thì cũng Thái Lan luôn. Bộ xe để bên hông nha. Có nghĩa là hai bên nó sẽ khác nhau. Ơi. Nissan Silva. Chiếc xe này nó cổ lắm rồi cho nên là nó không có được bắt mắt. Thật
thường thì những chiếc xe này nó có một lịch sử rất là lâu đời. Nissan Silver CHB 311. Đây. Đây đúng luôn, có một điều rất là hay ở cái bộ xe này thì một chút mình sẽ nói thêm. Bánh đẹp. Cái bánh mà có thêm cái viền nữa rất là đẹp. Nó đơn giản. Đèn đốm đơn giản, gầm thì cũng sơn theo cái màu của xe luôn. Nói chung là những chiếc xe cổ thì nó đơn giản, nó không có cầu kỳ như là những chiếc xe hiện đại này. Chiếc này mới thú vị đây, bán tải đây, Sunny Datsun Sunny Trúc V120. Thì nhìn sơ qua em nó có đồ chơi á. Bánh mới cho băng luôn nè, độ wide body nha, độ luôn nha, trước sau độ là có bắt ốc đàng hoàng nha, trên này cũng độ rồi độ nha. Hồi trước xe rất đơn giản, đây đổ xăng bên đây, tay nắm cửa, điều thú vị đây, có luôn đồ chơi đây nha. Cái vỏ đi chợ với là cái gì đây, cái cuộn gì đó. Hay. Mình thì mình thích những chiếc xe này nó sơn luôn, sơn gầm luôn á, sơn đen cũng được, để màu da mắt này nó nhìn nó đớm mình thấy ghê quá. Đúng không, và sơn đen đi nhìn đẹp hơn. Có những chi tiết nhỏ này, viền kính đen luôn. Chiếc đạt đi làm cũng không có qua nổi cái con Datsun số 20, nhưng mà biết đâu được thì có thêm mấy cái chi tiết nhỏ này thì có thể tạo ra một phong trào mới. Chiếc cuối cùng màu trắng Mazda Cosmo Sport thì đơn giản, rất đơn giản. Cái chiếc Nissan đầu tiên chúng ta sẽ có cái phần gầm xe nó lên đây, thì cái chiếc này nó phần gầm xe nó lên tới nửa xe luôn. Vậy thì cái này là phải coi lại cái xe thiệt quá, để so sánh với cái xe thiệt coi nó như thế nào, nó giống vậy không. Đó, rất đẹp. Thì toàn bộ những chiếc xe này nó đều là xe Nhật hết, cho nên cả 5 chiếc đều tay lái nghịch so với Việt Nam. Tay lái nghịch. Ở đây chúng ta có 5 chiếc xe Japan Historic 3. Thì hy vọng rằng sắp tới Hot Wheels sẽ làm thêm nhiều bộ Japan nữa. 1, 2, 3 rồi hy vọng là sẽ có 4, 10 luôn đi. Cho nó đã. Rồi cảm ơn các bạn đã xem.